Mỗi mùa Tết đến xuân về chúng ta háo hức, nhưng tôi thì không. Xưa khi mà tôi còn phải đi làm và đi học, phải kiếm lo từng tháng từng bữa, thì thực sự Tết cũng là một cái vui, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại nghĩ tới chuyện là sau Tết mình phải đi làm lại. Và thực sự là cảm thấy rất là stress và không muốn điều đấy tới nào. Tôi muốn Tết thật là kéo, thật là dài ra để có nhiều thời gian bên gia đình, bên người thân của mình hơn. Thực sự đó là một cái nỗi ám ảnh của tôi. Mùa Tết thì tốn rất là nhiều tiền, còn sau Tết thì phải đi làm lại, chỉ có và vỏn vẹn vài ngày thôi. Thì sau này khi mà tôi dấn thân vào lĩnh vực gì thì các bạn hãy xem phần tiêu đề nha. Thì tôi đã giải thoát được con đường này của mình. Và cứ mỗi lần dịp Tết tôi không còn phải lo lắng tới chuyện là này, khi mình nghỉ lễ thì không ai đi làm giúp mình nè, mình vẫn tạo ra được dòng thu nhập nè. Hoặc là sau kỳ nghỉ lễ thì mình không còn phải lo lắng về chuyện là chúng ta phải quay lại công ty của mình, mà mình đã xây được cho mình một cái phong cách sống tự do. Và tất cả những gì tôi có đó là một chiếc laptop. Xin chào, tôi là Tomato Hường. Các bạn đã xem video của Hường trong các bài trước đây rồi đúng không? Lại là Tomato Hường đây. Và một lần nữa Hường xin mời anh em tham gia vào chương trình là tạo thêm dòng thu nhập 3.000 đô một tháng từ Internet, được tổ chức tại Sài Gòn mùa này vào những ngày cuối cùng của năm 2020 âm lịch. Và chúng ta sẽ đón chào những cái bài chia sẻ, những cái bí mật để giúp nhiều người trở nên giàu có hơn, cuộc sống tự do hơn, đạt phong cách sống tự do hơn về mặt thời gian, thụ động hơn về mặt thu nhập. Thì các bạn hãy đăng ký ngay vào chương trình này và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Có những cái quà tặng rất là tuyệt vời dành cho bạn, cũng như là một bước ngoặt. Có thể đây cũng chính là một bước ngoặt giúp cho các bạn thay đổi cái phong cách sống của mình năm 2021 này. Hoặc là đây cũng là một cái bước ngoặt mà vào những ngày Tết thì chúng ta trích cho một chút thời gian để chúng ta tìm hiểu về nó. Và sau Tết là chúng ta lại có một cái con đường tương lai sáng rạng hơn nhờ vào lĩnh vực chúng tôi gọi là Internet Marketing, hay cụ thể hơn gọi là tiếp thị liên kết, người Việt Nam bán hàng toàn cầu. Ok, hãy đăng ký ngay vào phòng, đăng ký ngay nha, đừng chờ, đừng ngần ngại gì nữa. Đừng có tinh thần nghỉ Tết quá sớm, chúng ta hãy tham gia một chương trình để học thêm một điều gì mới, làm thêm một cái điều gì mới trước, rồi chúng ta bắt đầu nghỉ Tết âm lịch, nghỉ Tết nguyên đáng của chúng ta thật là ngon. Ok, đăng ký ngay.